Chào em, cho anh xin hỏi là em có cảm giác gì và cảm nhận gì sau khi học Reiki Lửa Tam Muội? Dạ, chào anh Cường. Thực sự là em biết đến cái môn này từ rất là lâu rồi, từ năm 2014 cơ. Đó, nhưng tại đó có học một người thầy khác và em không cảm nhận được gì cả. Và đương nhiên em biết đến anh Cường trong thời gian gần đây thì khi em học với khóa Reiki Tam Muội, Lửa Tam Muội online thì cũng cảm nhận được là có cái năng lượng nghe 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 khi mà nhận năng lượng từ anh Cường. Và khoảng một năm nay thì em cũng rất ít luyện tập tại vì cũng hơi bận, nên nhưng mà cái tần suất luyện tập ít nhưng mà em cảm thấy là nó có tác dụng rất 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 là lớn đối với sức khỏe, đặc biệt là cái sức khỏe của bản thân em. Hồi xưa em bị hen suyễn mãn tính từ nhỏ và thường xuyên là không thở được, đặc biệt là vào sáng sớm tầm 4 giờ sáng và em cứ phải gọi là ngồi ngủ ngồi á. Nhưng khi có được cái năng lượng tâm nội này thì sức khỏe của em đã cải thiện rất là rõ, không bị giấc ngủ hôm sau, giấc giấc ngủ sau 12 giờ ngủ và khoảng 5 giờ sáng dậy là nó sâu và nó liền mạch, và nó không bị thức dậy giữa đêm vì không thở được nữa. Đó, cái tình trạng đó nó cải thiện rất là nhiều, rất là rõ rệt. Thỉnh thoảng thì cũng có vẫn còn bị nhưng mà nó không không thường xuyên giống như hồi xưa, và cải thiện nó rõ ràng. Mặc dù là em ít ít luyện tập, dạ chỉ thiền trước khi đi ngủ thôi, thiền Lửa Tam Muội trước khi đi ngủ. Và đợt này thì được học offline lại thêm một lần nữa và được hòa hợp thêm Reiki, Lửa Lửa Tam Tâm Muội Một Reiki. Tập Thì Kim. em thấy rằng là cái năng lượng của mình nó được sạch hơn, tất cả các lâm sàng của mình nó sạch hơn. Và hôm qua ở cái phần phần mũi và phần cổ họng của em nó hơi nhói đau một chút xíu, và phần lân xa bốn, lân xa tim nó hơi nhói một chút xíu thôi, và em nghĩ rằng là đó là được làm sạch cái lân xa của em thì rất là năng lượng, Sau có khi thể nhớ nói là là khỏe đúng không? dạ đúng rồi. Sau khi nhớ về là khỏe, hôm qua em về em còn đi đi tiện Đi thiền. rất là năng lượng, rất là năng lượng. Và thật sự nhờ nhờ cái năng lượng này mà về cái thần thái, về cái tất cả những cái gì mà biểu hiện ra bên ngoài của em á, và mọi người cảm thấy em thay đổi rất là nhiều. Mặt em hồi xưa nó là mặt chữ điền nhưng bây giờ mặt nó hơi villa một tí, tại vì mà em không có tác động bất kỳ một cái tác động vật lý nào vô mặt của mình. Và hôm qua em đi tiệc gặp những người bạn hồi cấp 3 là 20 năm mới gặp lại, thì bạn ấy nói rằng là từ 20 năm trước tới bây giờ em thay đổi 100%. Thật sự là bạn ấy nói là như vậy, và thay đổi theo chiều hướng tích cực. Rất là ngạc nhiên khi mà em, có nghĩa là người ta cũng có thể thay đổi nhưng mà nó không không thay đổi quá nhiều như vậy, còn cái này là thay đổi 100% theo chiều hướng tích cực, cả về năng lượng, cả về khuôn mặt, cả về tất cả mọi thứ, nó rất là tích cực như vậy. Thì và sau cái khóa offline được nghe anh Cường hướng dẫn chi tiết hơn thì em nghĩ là em mình phải ngay lập tức em nghiêm túc hơn trong cái việc luyện tập của mình, luyện tập thường xuyên hàng ngày liên tục và đều đặn, và cái đọc đọc pháp đó thì em nghĩ rằng là nó sẽ hỗ trợ cho mình rất nhiều thứ. Trong đầu em nghĩ ra rất rất nhiều cái để em có thể áp Áp dụng dụng vô cái phần cái sức khỏe, gia đình, cuộc sống của mình, có thể có tác dụng rất là nhiều. Đúng rồi, nên nên làm vậy. Mặc dù nếu mà trong thời gian mà không tập á, thì năng lượng nó vẫn vô ha, nó vẫn vô đều đều, em không cần phải kêu mà cũng không cần phải nhìn là ai hết, tự động là nó vẫn tuôn chảy vô trong người của mình và nó sẽ làm tốt cái cơ thể của mình. Tại vì cái lửa tam muội nó vốn dĩ là cái cuộc sống của mình, khi mà mình tác động thì nó mạnh hơn thì người của mình nó khỏe hơn thôi. Cái điều rất là đơn giản.
Đó là như vậy. Nhưng mà cho anh hỏi thêm một cái nữa, lúc mà em cái điều trị cái bệnh hen suyễn của em á thì nó đỡ rồi, nhưng mà em vẫn còn phải uống thêm một số thuốc, ít thuốc lại đúng không? Số lượng thuốc á. Thuốc thì hồi đấy em uống thuốc mà em chỉ không có cắt cơn thôi, Thuốc các cơn. còn cơ bản là khi mà em khó thở thì em dùng cái thuốc cắt cơn thôi. Nhưng mà khi mà có cái năng lượng vô rồi ấy, thì cái tần suất mà em phải dùng cái thuốc cắt cơn đó nó giảm đi rất là nhiều, Giảm nhiều, giống như là từ 10 nó xuống còn mấy. chắc là cũng 2-3 thôi. Và đặc biệt là ban đêm á, nhất là ban đêm là em không phải thức dậy giữa đêm vào khoảng 4 giờ sáng mà không ngủ lại được nữa. Lúc bây giờ ngủ một mặt là đến 5 giờ, em thường dậy đến 5 giờ. Mặc dù em ngủ rất là ít, 12 giờ đến 5 giờ em dậy, và ban ngày em không có ngủ. Không có ngủ chứ, nó chỉ ngủ 12 giờ đêm đến 5 giờ sáng là em dậy. Và ban đêm không phải thức dậy vì không thở được, là ngủ sâu một mặt từ 12 giờ đến 5 giờ, thì chuông điện thoại theo báo thức hoặc là có thể em tự thức dậy được Dạ. từ khoảng 5 giờ đó. Thì tất nhiên là giấc ngủ của em rất là sâu, em không bị trần trọc hay là không bị khó thở giữa đêm nữa. Và ban ngày em cũng không có ngủ, không ngủ ban ngày, không ngủ trưa đó, nhưng mà em vẫn có rất là nhiều năng lượng để em làm việc. Lúc trước thì cái hen suyễn thì thông thường là nó hay bị hụt hơi, Đúng và rồi. khi mà em nói nhiều á là em sẽ không không còn hơi để em nói ấy. Nhưng mà khi mà có phần năng lượng thì cái công việc của em đôi khi một lần làm việc của em không phải là nói liên tục trong vòng 2 tiếng đồng hồ mà em vẫn nói rất là năng lượng, rất là ok. Và chính nhờ cái năng lượng của em á, cái năng lượng mà để nói khi phát ra, khi nói người khác cảm được rất là nhiều, người khác cảm nhận được cái Cảm được năng cái lượng lực của đúng em không? đó, cảm nhận được cái năng lượng của em đó, cảm nhận được những cái mà em muốn truyền đạt đến người nghe, và người ta rất là cảm, người ta cảm được ấy, chứ người ta không có nghe về mặt logic Đúng mà rồi. người ta nghe về phần mặt cảm 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 nhận đó. Anh hiểu, Thì anh hiểu. những cái nội dung mà em nói cho họ thì họ rất là cảm và rất là nói Kiểu chung nó là cái lần nào nói khi mà em làm thì có vẻ rất là ok. Kiểu nó thấm sâu vào lòng người đúng không? Người ta cảm nhận được. Đúng rồi, cảm nhận. Đôi khi chạm chạm đến họ, chạm đến cái sự xúc động, và có người khóc trên bàn làm việc luôn, người ta cảm nhận Đúng rồi, được. mà cái đó mình cần. Thì cái công việc của em nó là như vậy, cho nên là cái luân xa 3, luân xa 4, luân xa 5 của em là em luyện tập thường xuyên. Em chính thức em kêu về đi mở rộng và làm mạnh cái Đúng luân rồi, xa của đúng mình, rồi, làm sạch những cái luân đúng xa rồi, của mình. đúng rồi. Ok, quá quá hay, quá hay. Chúc mừng em nha, chúc mừng em về cố gắng thêm. Thì anh nghĩ chắc một lúc nào đó là sẽ hiểu rõ hơn trong trong công việc của em sẽ có tầm nhìn xa hơn và em sẽ thấu hiểu hơn mọi người khi mà em cố gắng cứ kêu năng lượng chữa lành nha. Cái công việc của em thì em có được cái tầm nhìn xa À, rồi, có và em chỉ đang cần là mình luyện nhiều hơn luôn. lên xe 3, lên xe 4 và lên xe 5 để có thể kết nối, gọi như là đi vào lòng người ấy. Khi mà Ok. nói chuyện trò chuyện với họ thì có thể là giúp họ phần nào đấy, khơi gợi được trong cuộc sống của họ, hoặc là kết nối được với người khác, Ok. giúp họ thay đổi. Rồi. Như vậy nó sẽ, em mong được là phần đó em sẽ luyện tập nhiều hơn. Rồi chúc anh chị cho em luôn nha. Được không? Chịu không? Chịu ha. Rồi, còn gì nữa không? Cái này thì nó hơi nhạy cảm một tí là về mặt vợ chồng. Thực sự thì em lập gia đình là 12 năm, thì mới gần đây trong năm nay thì ông xã em cảm nhận rằng cái sự thay đổi về về lúc vợ chồng như vậy, và cái của em nó ra thực sự nó gọi là tuôn chảy và thực sự là lên đỉnh. Nói cái phần này thì nó hơi hơi nhạy cảm, nhưng mà thực sự là em rất là bất ngờ, cực kỳ bất ngờ luôn. Những cái phần kia thì em có thể là em không bất ngờ lắm, nhưng mà cái phần phần của luân xa 1, luân xa 2 của cái bốn luân xa đó, Đúng nó rồi. được làm sạch và nó được khai mở và nó được thông á, Chính xác luôn. thì cái vấn đề vợ chồng thì nó lại lại rất là thông suốt, Đúng nó rất rồi. là thông suốt. Đúng. Và em cảm nhận được rằng là chồng em yêu em nhiều hơn, rất
đúng. thích ở gần mình. Đúng, chính xác. Đôi khi là những cái mùi đấy. Ừ, bây giờ em mới cảm nhận được rằng là người ta nói ở bên ngoài là nghiện cái mùi là như thế nào. Đúng. Và ông xã em thì đây là như vậy. Về mặt gia đình, về mặt kết nối giữa vợ chồng, giữa vợ chồng con cái và cha mẹ với con cái trong gia đình em, thì nó thực sự là rất là tốt luôn. Em cảm thấy là rất là viên mãn tại thời điểm này. Còn về mặt tài chính thì em đang trên đường là đi xây dựng cái mức tài chính mà mình đặt ra. Ok. Đang từng bước đạt được. Mặt gia đình thì em thực sự là viên mãn tại thời điểm này. Ok, em định là đạt được là trong vòng bao nhiêu năm? Kế hoạch của em là 5 năm. 5 năm, nếu mà anh giúp em được trong vòng 1-2 năm thì em tính như thế nào? Chị đôi không? Chị không? Mà số tiền gấp đôi luôn được không? Nhiều lắm á. Thì nhiều lắm nhưng mà của em được gấp đôi mà em chia đôi không? Ok liền ha. Rồi ok. Rồi còn gì nữa? Và có những cái bây giờ em nghĩ lại ví dụ như tại sao mà mọi người khi mà vào nhà em cảm thấy cái năng lượng trong nhà em nó rất là thích, người ta không biết diễn tả làm sao. Đúng nhưng rồi. Mà cái nhà của em thì nó nhỏ, nó cũng không phải là quá đẹp, nhưng mà người ta cảm nhận được cái năng lượng, cái năng lượng của nhà em khác với năng lượng của nhà khác. Chính xác. Và người ta cảm nhận được như vậy rồi người ta nói là người ta rất là thích khi vô nhà của em. Đó thì có rất là nhiều cái, tức là về mặt cuộc sống này, về mặt gia đình, vợ chồng con cái bố con về mặt vợ chồng, về mặt sức khỏe, tất cả mọi thứ thì em cảm thấy rất là viên mãn tại thời điểm này. Một dùng cái từ gọi là hài lòng thì hài lòng thì nó còn thấp nha. Đúng rồi, viên mãn luôn. Hài lòng và là viên mãn luôn. Để còn một cái mục tiêu tài chính của em thì nó đang dần dần thực hiện được. Ok, anh sẽ kéo từ 5 năm xuống và số tiền nó nhân lên nha. Ok. Em hiểu không? Anh mà làm được cho em như vậy là em sẽ tạo cho anh một tài khoản như thế luôn. Ok. Để làm một cái mức như nhau. Nhớ nha, hứa nha, anh làm được nha. Rồi, ok. Vậy hả, giờ em còn muốn chia sẻ gì không? Thực sự là cái vấn đề tu tập và vấn đề tâm linh á, em thì em không theo một cái đạo nào, nhưng mà em tin rằng là cái vấn đề tâm linh nó là cao hơn cả các đạo, cao hơn cả các đạo. Và cái vấn đề tâm linh nó được biết đến như là một sự thật của cái vũ trụ này, sự thật điều đúng đắn á. Và sự thật không biết em dùng tiếng Anh mà em dùng tiếng Việt thì nó chỉ là đó là sự thật. Đúng rồi. Quy luật sự thật của vũ trụ này. Và đôi khi nó còn bao gồm cả tất cả các đạo, tất cả các đạo thì nó về tâm linh, nó bao gồm cả tất cả các đạo. Và em rất là muốn chuyển hơn nữa về cái con đường tu tập về tâm linh của mình. Rồi. Và có thể giúp được ai đấy, và cái mong muốn của em á, là em giúp một ai đấy là giúp toàn bộ về mặt từ tất cả. Khi mình phát triển được về mặt tâm linh thì sẽ phát triển được cả về sức khỏe, gia đình, mối liên hệ, phát triển sự nghiệp, tiền tài, tài chính, tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ luôn, chứ nó không chỉ riêng về mặt tâm linh, mà nó là tất cả mọi thứ, tất cả mọi mặt trong cuộc sống của mỗi người. Giống như cảm giác là sẽ hạnh phúc và sống hài hòa tất hơn. Cả luôn. Tất cả luôn, đạt cả được về mặt tài chính thôi, nhưng mà mình đi đúng về mặt tâm linh. Chính xác. Và nó không phải là một đạo nào cả. Mình đi đúng về mặt tâm linh, nó đi đúng về quy luật vũ trụ. Thì mình sẽ được tất cả những thứ khác. Đúng. Ok, giờ hết rồi đúng không? Anh cảm ơn em rất là nhiều nha. Cái chia sẻ rất là hay và rất là dài. Giờ bắt đầu bây giờ là tắt cái cần thêm nữa. Ok, thêm nữa. Mọi người đi học thầy Cường thôi. Anh Cường. Anh Cường thật sự là rất là hữu ích. Và những cái chỉ dẫn của anh Cường nó chi tiết, cụ thể và thực hành ngay tại chỗ. Tại vì em cũng đã trải nghiệm ở những người thầy khác là mặt năng lượng rồi, nhưng mà chỉ có khi mà biết đến một cơ duyên vô tình em search lên Facebook để biết đến anh ấy thôi. Nhưng mà
tất cả những cái mà em nhận được thì nó khác xa so với những người thầy khác. Ừ. Anh cảm ơn em thật là nhiều. Cảm ơn một lần nữa, cảm ơn anh Cường. Cảm ơn những chia sẻ của em và bây giờ anh chuẩn bị anh chỉ cho em thêm nhé. Yeah.